tán thành nét đẹp truyền thống những ngày này, cán bộ phóng viên báo Quân khu 5 lại về Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5 và Bảo tàng khu 5 kính cẩn thắp nén tâm hương tưởng nhớ công ơn trời bể của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, và dâng hoa dâng hương bia tưởng niệm các văn nghệ sĩ báo chí khu 5 đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong niềm thiêng liêng ấy, cán bộ phóng viên còn được chứng kiến những tư liệu, hiện vật quý về những năm tháng hào hùng của kháng chiến chống Mỹ cứu nước với khí thế tiến công của quân và dân khu 5. Từng hiện vật tư liệu như chạm vào ký ức thấm đẫm mồ hôi, công sức và cả máu xương của các thế hệ cha anh trong những năm tháng đầy hy sinh gian khổ nhưng rất đỗi tự hào. Vào những năm 1963-1964, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta bước vào giai đoạn vô cùng cam go và ác liệt. Để kịp thời cổ vũ động viên đồng bào và chiến sĩ trên chiến trường khu 5, nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, kiên cường bám trụ, diệt ác, trừ gian, mở rộng vùng giải phóng và phát triển lực lượng, đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Đầu năm 1963, được sự đồng ý của Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam, Quân khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo Phòng Chính trị, nay là Cục Chính trị Quân khu, thành lập các cơ quan tuyên truyền như Báo Quân Giải phóng, Văn nghệ Quân Giải phóng, Liên đội Điện ảnh và Nhà in Quân Giải phóng. Sau thời gian làm công tác chuẩn bị, ngày 19 tháng 8, 1964, số đầu tiên ra đời và được đặt tên là Quân Giải phóng, cơ quan của lực lượng vũ trang và nửa vũ trang miền Trung Trung Bộ. Ở với báo quân khu thì hồi đó là nước Lò, Trà My, xong cái về nước Lon thì liên tục anh em đi chiến trường mà nó không có chỗ vị trí đầu và phương tiện nó khó khăn. Đi này thì từ Trà My bắt đi qua Quảng Ngãi rồi qua Quảng Ngãi rồi về lại lên nước Lon. Lên trên nước Nghêu, dốc ở trên Con Tum, nhà in của quân khu ở đó, đem cái nghĩa là đi. Đó. Cho nên nó khó khăn nữa. Chứ còn anh em phóng viên thì đồng chí nào cũng nhiệt tình. Tôi nói hai cái hình ảnh mà tôi vẫn nhớ mãi. Một là anh Phan Đình Côn đánh ở Minh Long. Anh hy sinh trong chiến hào. Và anh thứ hai đó là một phóng viên nhiếp ảnh, anh đã ngồi dưới hầm rồi, bom đạn pháo bắn như thế, ngồi dưới hầm rồi, nhưng thấy một chiến sĩ của cái đơn vị chạy đến mà đứng ở trên, anh lên trên hầm, cậu xuống hầm và lên trên hầm, anh đã hy sinh. Chuyến đi đó cũng là chuyến đi cuối cùng của anh, nên tôi xúc động. Buổi đầu thành lập, đội ngũ cán bộ phóng viên được Tổng cục Chính trị tăng cường từ Báo Quân đội Nhân dân và Trường Báo chí Trung ương vào. Cùng một số cán bộ tuyên huấn ở các cơ quan đơn vị được quân khu điều về. Quân số lúc cao nhất là 28 người. Đồng chí Đoàn Khuê, Phó Chính ủy quân khu trực tiếp giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Văn Ba, trưởng ban tuyên huấn Phòng Chính trị quân khu làm thư ký tòa soạn. Số báo đầu tiên có 4 trang, làm theo phương pháp in chì, ảnh kẽm trên khổ hẹp, phát hành đến cấp đại đội, huyện đội trong toàn quân khu, mỗi tháng 1-2 kỳ. Tuy hình thức còn đơn giản, nhưng cán bộ chiến sĩ đón nhận tờ báo với lòng nhiệt thành, trân trọng, yêu mến và mong đợi truyền tay nhau đọc. Các bài viết trên báo như hồi kèn xung trận, cổ vũ động viên và thắp lên niềm tin mãnh liệt về lý tưởng cách mạng, hun đúc ý chí, khích lệ hành động cho quân và dân Trung Trung Bộ xả thân vì nước. Qua nhịp cầu báo quân giải phóng, tư tưởng chỉ đạo, dám đánh,
quyết đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược của Đảng, Bác Hồ và Quân ủy Trung ương đã thấm sâu tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, khích lệ cổ vũ động viên quân và dân khu 5 tìm Mỹ mà đánh, lùng Ngụy mà diệt, thi đua giành danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ và lập nên những chiến công vang dội như Núi Thành, Ba Gia, Vạn Tường, Pleymer, Đắc Tô, Tân Cảnh, góp phần làm phá sản các kiểu chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ. Đặc biệt trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 và đại thắng mùa xuân 1975, phóng viên báo Quân Giải Phóng luôn có mặt tại các chiến trường, kịp thời đưa tin tức nóng bỏng nhất về chiến thắng trên toàn mặt trận, làm nức lòng đồng bào chiến sĩ cả nước. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tinh thần nhà báo chiến sĩ mãi ngời sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ luôn được gìn giữ và phát huy, qua đó góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. Giữa chiến trường gian khổ ác liệt, đối mặt sinh tử, cán bộ phóng viên báo Quân Giải Phóng vừa cầm bút, vừa cầm súng, dũng cảm chiến đấu ngoan cường, một số đồng chí đã nằm lại trong lòng đất mẹ thân yêu. Đó là đồng chí Hồ Hoàng Đỡ, hy sinh ở Phù Mỹ, Bình Định. Đồng chí Phan Đình Côn, hy sinh trong trận tiến công chi khu quận lỵ Minh Long, Quảng Ngãi. Đồng chí Lê Văn Luyện, hy sinh trên đường 16 Quảng Nam, đồng chí Phạm Quang Dụ, hy sinh ở An Lão, Bình Định, đồng chí Nguyễn Thiện Tơ, hy sinh ở Thượng Đức, Quảng Nam, và nhiều cán bộ, phóng viên khác mang trên mình nhiều thương tích trong các trận chiến đấu với quân thủ. Trân trọng công lao đóng góp, sự hy sinh của cán bộ, phóng viên, Thượng tướng Trần Văn Trà đã viết, cuộc chiến tranh này còn kéo dài, trong chúng ta sẽ có người còn người mất. Cảm ơn anh em quay phim, nhiếp ảnh, lưu lại hình ảnh hôm nay cho thế hệ mai sau. Sau ngày đất nước giải phóng, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cả nước nói chung và lực lượng vũ trang quân khu nói riêng, đến tháng 8 1975, báo Quân Giải Phóng được thu hẹp và đổi thành tờ tin Quân Khu 5. Phát huy truyền thống vẻ vang của báo Quân Giải Phóng, tờ tin Quân Khu 5 tiếp tục xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu hăng hái xung phong trên mặt trận khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát triển kinh tế, củng cố hậu phương chiến lược, tái thiết đất nước, giúp nhân dân từng bước ổn định cuộc sống mới. Nước vừa im tiếng súng, kẻ thù vẫn lăm le gây rối xâm chiếm bờ cõi của Tổ quốc. Thấm nhuần lời dạy của Bác, giúp bạn là tự giúp mình, và đáp ứng lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu quốc Campuchia, lớp lớp cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 5 lại lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân bạn thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Cán bộ phóng viên tờ tin Quân Khu lại hành trang lên đường trong đội hình quân tình nguyện tham gia nghĩa vụ quốc tế trên chiến trường Đông Bắc Campuchia. Đồng hành với đội ngũ phóng viên, nhiều cán bộ chính trị các đơn vị mặt trận 579 cũng trở thành những cánh tay nối dài của tòa soạn. Dưới hòn tên mũi đạn của địch, các phóng viên không quản ngại hy sinh, kịp thời có mặt từng trận địa, đến từng vùng đất xa xôi hiểm nguy trên đất nước Chùa Tháp.
viết trong công sở, viết dưới cơn mưa tầm tã hay giữa cánh rừng già, trên đường hành quân cùng bộ đội truy quét địch, viết trong nỗi đau khi chứng kiến đồng đội hy sinh, cung cấp thông tin trung thực, khách quan mọi hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu cho dư luận tiến bộ trong nước và trên thế giới nhìn nhận đầy đủ, chính xác về tính chính nghĩa trong cuộc chiến tranh vệ quốc, cũng như tinh thần quốc tế thủy chung trong sáng, vô tư, chí nghĩa, chí tình của quân và dân ta, và hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của những nhà báo chiến sĩ trên chiến trường ca. Trong ký ức của cán bộ phóng viên tờ tin quân khu 5 ngày ấy, những tên làng, tên núi, tên sông, các địa danh nước bạn và những cuộc hành quân xuyên rừng cùng bộ đội đã gắn bó thân thương và gợi lại muôn vàn kỷ niệm của nhà báo chiến trường. Thuận lợi cũng rất nhiều, là được thủ trưởng từ mặt trận tiền phương cho đánh xuống cơ sở, nhưng mà khó khăn có, thời tiết nóng bức, bom mình rình rập, địch nó bắn cũng ghê gớm. Cho đi với tinh thần là hồi đó cũng quyết tử đó. Mấy ảnh trước ngực AK bắn chết mang. Đó, mình đi giống thực thụ như một người lính. Hồi đó mình phương tiện mình không có. Chỉ cơ yếu qua máy bay, qua những anh em nghỉ phép. Từ năm 1989-1993, tờ tin quân khu 5 ngừng hoạt động. Đến đầu năm 1994, Bộ Quốc phòng quyết định tái lập tờ tin các quân khu, trong đó có tờ tin quân khu 5. Đồng thời tổ chuyên mục truyền hình cũng được ra đời, trực thuộc phòng tuyên huấn quân khu. Hiếm có cơ quan báo chí nào quân số ít như tờ tin quân khu. Quân số hai bộ phận chỉ có 6 đồng chí. Sau 17 năm hoạt động, chỉ được bổ sung thêm một phóng viên nữ, đảm nhiệm hai loại hình báo in và truyền hình. Tất cả nhiệm vụ biên tập tin, bài thiết kế, trình bày market, chấm morat cho từng số báo, quay phim, đúp âm lời bình, dựng hậu kỳ cho từng chuyên mục, phát hành đều chỉ từng ấy người đảm nhiệm. Có thời điểm cán bộ phóng viên trực tiếp đến Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng để biên tập, dựng hậu kỳ, để kịp thời thông tin những sự kiện nóng hổi, hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu đến công chúng. Đồng thời duy trì mỗi tuần một chuyên mục truyền hình trên sóng VTV Đà Nẵng. Đầu năm 1993, chúng tôi đầu quân về báo quân khu 5. Ngày ấy chỉ có chiếc máy ảnh, chiếc camera, giấy giới thiệu, phương tiện đi lại lúc trong quân khu, lúc của Bộ Giao thông Vận tải. Nhưng chúng tôi hăng hái lắm. Cứ nghe trên địa bàn sắp có hoạt động quốc phòng trọng điểm nào là đều đề xuất thông pha. Đọc nhiều, học nhiều, hỏi nhiều, ghi chép nhiều, rồi so sánh đối chiếu kỹ lưỡng để viết đúng, viết trúng, rồi phấn đấu viết tốt, viết sâu sắc, thể hiện tính đảng, tính chiến đấu, phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, về tái thành lập báo các quân khu, quân chủng và bộ đội biên phòng, theo đề nghị của Tổng cục Chính trị, ngày 5 tháng 1, 2006, Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông, cấp giấy phép hoạt động báo chí và nâng cấp tờ tin quân khu 5 thành báo quân khu 5. Tên cơ quan chủ quản là Bộ Tư lệnh Quân khu 5, tên cơ quan báo chí là Báo Quân khu 5, đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu. Trong những năm đầu đổi mới, báo Quân khu 5 từng bước nâng cao chất lượng, luôn giữ vững tôn chỉ mục đích, định hướng chính trị và làm tốt chức năng, vừa là cơ quan của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, tiếng nói của lực lượng vũ trang quân khu, vừa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn, góp phần tuyên truyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn quân khu ngày càng vững chắc. Qua đó,
định hướng tư tưởng, mang giá trị văn hóa tinh thần, phục vụ đời sống sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh về chính trị. Nhằm mở rộng phạm vi tuyên truyền, tháng 9 năm 2011, Bộ Tư lệnh Quân khu ra quyết định thành lập hai cơ quan đại diện báo quân khu 5 tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên và thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Cũng trong thời gian này, trụ sở báo quân khu được Bộ Tư lệnh quan tâm đầu tư xây mới khang trang với đầy đủ các phòng chức năng như phòng dựng phim, phòng thu, phòng làm việc, phòng họp, kho lưu trữ tư liệu, thiết bị công nghệ mới, tạo nên nét chính quy ở một đơn vị chuyên môn đặc thù. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để báo quân khu từng bước hội nhập vào sự phát triển chung của báo chí cả nước. Để nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền của báo quân khu 5 đến với công chúng nhanh chóng và kịp thời, theo đề nghị của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 3 tháng 12 năm 2013, Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép hoạt động cho báo điện tử Quân khu 5 có tên miền là www.báoquânkhu5.vn. Đến thời điểm này, báo Quân khu 5 là tổ hợp đa phương tiện với 3 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử và báo hình, nằm trong hệ thống báo chí quốc gia và quân đội. Đây là mốc son quan trọng của tòa soạn trong thời đại kỷ nguyên số. Từng bước tiếp cận công nghệ mới, xây dựng tòa soạn hội tụ, đa phương tiện, tích cực chuyển đổi số báo chí. Đầu năm 2015, Cục Chính trị Quân khu xây dựng và triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng hoạt động báo Quân khu 5 giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo. Đề án tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các thể loại báo chí, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ phóng viên, hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn báo chí. Đến cuối năm 2016, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã phê duyệt đề án xây dựng và phát sóng chuyên mục truyền hình Quân khu 5 trên sóng đài phát thanh và truyền hình của các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5. Đặc biệt, sự hoạt động có hiệu quả của chuyên mục truyền hình Quân khu 5 trên sóng đài phát thanh truyền hình của 11 tỉnh, thành đã tạo ra sức lan tỏa rộng khắp, đưa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ khu 5 đến gần hơn, thường xuyên hơn với khán giả xem truyền hình. Nội dung hình thức thể hiện luôn được đổi mới, sinh động, hấp dẫn, thu hút người xem, ghi dấu ấn bằng các chủ điểm tuyên truyền lớn, thường xuyên thay đổi format chương trình. Các tin tức thời sự quân sự, quốc phòng trên truyền hình được đăng phát trên mạng xã hội, báo điện tử và có lượng truy cập cao. Song song với xây dựng đội ngũ cán bộ phóng viên, tòa soạn thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cộng tác viên các cơ quan đơn vị trong và ngoài lực lượng vũ trang quân khu. Thực sự là cánh tay nối dài cho tòa soạn, nhất là trong tình huống đột xuất khẩn cấp. Với phương châm chủ động, nhạy bén, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, các tin bài phóng sự của báo Quân khu 5 thực sự thể hiện rõ tính đảng, tính chiến đấu, tính nhanh nhạy, phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực tuyên truyền đậm nét kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của lực lượng vũ trang quân khu. Đặc biệt là tuyên truyền các chủ trương, đề án, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các cơ quan đơn vị trong nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn chiến lược miền Trung Tây Nguyên. Qua đó, lan tỏa những hành động đẹp, việc làm ý nghĩa,
tỏa sáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ khu 5 trong thời kỳ mới. Đây là những hình ảnh hết sức quý giá, phản ánh chân thật về trách nhiệm, về sự năng nổ và cái sự dấn thân của đội ngũ phóng viên để cho có được những hình ảnh và những cái bài viết phản ánh chân thật về các cái hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu. Thì chúng tôi giao nhiệm vụ cho đội ngũ phóng viên liên tục, thường xuyên, nhưng xác định rõ trách nhiệm của mình trong bất cứ tình huống nào, trong bất cứ thời gian nào, khi nhận nhiệm vụ phải lên đường được ngay, thể hiện rõ cái hành động của từng đồng chí phóng viên. Đó là ý chí, đó là sự dũng cảm và với tâm huyết của nghề nghiệp. Để được những cái kết quả đó thì đội ngũ cán bộ phóng viên đã luôn luôn rèn luyện bản thân, chấp hành nguyên tắc, tự rèn bản thân mình để vươn lên. Với những vụ việc sự kiện nhạy cảm về lĩnh vực quốc phòng an ninh vừa diễn ra, báo Quân khu 5 còn chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và Cục Chính trị Quân khu trao đổi, cung cấp thông tin để bảo đảm việc đưa tin một cách chính xác, đúng định hướng tuyên truyền. Đồng thời tham mưu duy trì công tác phối hợp tuyên truyền và tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố chặt chẽ, chu đáo, sang trọng. Khi cử phóng viên xuống địa bàn của quân khu thì chúng tôi cũng nhận được cái sự hỗ trợ của Cục Chính trị, của các cơ quan đơn vị thuộc quân khu 5. Nhờ đó thông tin của Đài Tiếng nói Việt Nam về lực lượng vũ trang quân khu 5 là luôn đúng tinh thần chỉ đạo của trên. Đặc biệt là trong những cái tình huống đột xuất bất ngờ thì chúng tôi thường xuyên nhận được cái thông tin hỗ trợ của các đồng nghiệp ở báo truyền hình quân khu 5. Nhờ đó mà thông tin và tuyên truyền một cách tích cực nhất cái công việc của bộ đội Cụ Hồ. Cái điều mà chúng tôi hài lòng nhất là những cái thông tin về lĩnh vực an ninh quốc phòng càng ngày càng được cập nhật, được truyền tải trên sóng truyền hình quốc gia. Gần đây là hàng loạt cái chương trình mà quân khu 5 đã làm mà chúng tôi rất là tin cậy. Ví dụ như những trận thiên tai bão lũ mà sự có mặt kịp thời của các đồng chí ở bên lực lượng vũ trang quân khu 5 đã chia sẻ chúng tôi rất nhiều về các áp lực công việc. Qua các ghi nhận của anh Ban chấp hành hội cũng như thường trực hội thì báo quân khu 5 là một trong những chi hội rất là mạnh của Hội Nhà báo thành phố. Chi hội đã tham gia hầu hết các hoạt động của Hội Nhà báo thành phố. Và đặc biệt á, chi hội báo quân khu 5 tham gia rất tích cực các giải báo chí thành phố Đà Nẵng. Thì trong nhiều năm liền, số lượng tác phẩm cũng như chất lượng tác phẩm của chi hội báo quân khu 5 tham gia giải rất nhiều và đạt được những kết quả rất khích lệ. Thời gian gần đây, yêu cầu nhiệm vụ của báo quân khu tăng lên rất nhiều. Nhiều nhiệm vụ đột xuất mới và khó. Có thời điểm cùng lúc diễn ra nhiều sự kiện trong thời gian ngắn. Hai bộ phận báo và truyền hình đã phát huy sức mạnh tổng hợp, khắc phục khó khăn, mỗi người làm việc bằng hai, tổ chức ghi hình, sản xuất hàng trăm phóng sự video clip, phim khoa giáo, phim truyền thống, phim tài liệu phục vụ cho các cuộc diễn tập, hội thảo, hội nghị, hội thi, hội thao, hội diễn, giao ban của Bộ Tư lệnh, các ngành chức năng và hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao, được Bộ Tư lệnh Quân khu ghi nhận đánh giá cao. Và có thể nói cái thành công của báo truyền quân khu được chọn, tuyển chọn được những đồng chí trước hết là có trách nhiệm, có tinh thần yêu nghề và rèn luyện, mài dũa cây bút của mình, ống kính của mình, làm thế nào cho nó sáng, cho nó sát và cho nó thực sự có cái tâm. Có như thế thì chúng ta sẽ góp phần xây dựng báo chí của quân khu sẽ tốt. Thì là một nhân tố rất quan trọng, góp phần có ý nghĩa trong xây dựng lực lượng vũ trang quân khu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Thời gian qua, cấp ủy chỉ huy đã có nhiều chủ trương biện pháp trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên theo tiêu chí 301, bảo đảm cho một phóng viên làm được trọn vẹn ba cao: quay phim, biên tập và làm kỹ thuật hậu kỳ. Hàng tháng tổ chức giao chỉ tiêu định mức tin bài và định hướng chủ thể tuyên truyền. Hàng tuần tổ chức rút kinh nghiệm hoạt động báo chí, nhận xét, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng đồng chí một. Trên cơ sở này,
để có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ cho phóng viên. Thì đến nay, cán bộ phóng viên báo quân khu cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của cấp trên giao. Nhiều đồng chí tham gia và đạt kết quả cao trong các cuộc thi báo chí của các bộ ngành trung ương và địa phương tổ chức. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, chúng tôi luôn quan tâm chăm lo xây dựng cơ quan đơn vị, luôn giáo dục rèn luyện cán bộ đảng viên thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình. Nội bộ đoàn kết thống nhất, đơn vị an toàn, cán bộ phóng viên giữ vững được đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Với những đóng góp to lớn của báo Quân Giải Phóng trước đây và báo Quân Khu 5 ngày nay, tòa soạn được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý và được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng nhiều bằng khen, danh hiệu, đơn vị quyết thắng. Những kết quả đáng tự hào ấy là công sức máu xương của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương, trong và ngoài quân đội. Đặc biệt, trên từng bước trưởng thành của báo Quân khu ngày nay là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, mà trực tiếp là Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính trị để báo Quân khu 5 ngày càng phát triển. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhà báo Quân Giải Phóng trước đây và báo Quân khu 5 ngày nay đã nêu cao ý chí quyết tâm, nỗ lực, cống hiến, đồng hành cùng quân và dân khu 5 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương, thống nhất đất nước và xây dựng lực lượng vũ trang quân khu ngày càng vững mạnh. Có thời điểm báo giải thể rồi tái lập, nhưng trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, cán bộ, phóng viên luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích hoạt động, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, mở rộng và phát triển các loại hình báo chí, đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, từng bước khẳng định uy tín, thương hiệu của báo Quân khu 5 trong hệ thống báo chí quân đội. Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch tăng cường chống phá ta trên nhiều lĩnh vực, nhất là trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, với nhiều âm mưu thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu, trong đó công tác tư tưởng, lý luận đặt ra yêu cầu cao và nhiều khó khăn, thách thức. Hơn lúc nào hết, đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên báo quân khu phải không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thông nghiệp vụ, giữ vững tâm sáng, bút sắt, lòng trong, chủ động bám sát thực tiễn, dám dấn thân, thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện, tuyên truyền với phương châm ở đâu có bộ đội, ở đó có phóng viên, nhà báo tác nghiệp, luôn luôn là lực lượng tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, tích cực, nhạy bén, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điểm xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng trong đảng bộ và lực lượng vũ trang quân khu, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong thời kỳ mới. Hòa chung trong sự phát triển của báo chí cách mạng của cả nước và truyền thống các thế hệ đi trước đã dày công xây đắp, luôn thôi thúc đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên báo Quân khu 5 hôm nay không ngừng học tập, rèn luyện, kiên định, vững vàng, nâng cao trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp, tâm sáng, bút sắc, lòng trong, viết tiếp truyền thống hào hùng, bản lĩnh, chính xác, kịp thời, hiệu quả của báo Quân Giải Phóng năm xưa, thông tin tuyên truyền thích ứng nhanh với sự phát triển mạnh mẽ của báo chí hiện đại, thực sự là cơ quan của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, tiếng nói của lực lượng vũ trang quân khu, xứng danh là tờ báo chiến sĩ của khu 5 anh hùng.